Jisoo, Blackpink, lập thành tích mới với MV solo đầu tay. Sau hơn một năm phát hành, ra mắt vào cuối tháng 3 năm 2023, MV Flower của Jisoo đã gây bão toàn thế giới với vũ đạo nở hoa vô cùng ấn tượng. Trước đó, nữ ca sĩ này chỉ mất 6 tháng để chinh phục cột mốc 400 triệu lượt xem và trở thành nữ nghệ sĩ K-pop duy nhất của năm 2023 đạt được cột mốc này. Chưa dừng lại ở đó, MV Flower cũng là MV K-pop có số lượt xem nhiều nhất trong năm vừa qua. Mặc dù Jisoo từng không dưới một lần vướng tranh cãi về khả năng trình diễn hay giọng hát khi thể hiện ca khúc này trên các sân khấu. Tuy nhiên, không thể phủ nhận được mức độ lan tỏa ở phạm vi toàn cầu của âm nhạc cũng như vũ đạo trong ca khúc này. Thế nên, việc Flower trở thành MV K-pop chạm mốc 500 triệu lượt xem chỉ sau một năm phát hành cũng là điều dễ hiểu. Người hâm mộ của Jisoo hiện rất vui mừng và gửi lời chúc đến nữ ca sĩ sau khi đạt được thành tích trên. Nhiều ý kiến cũng dự đoán MV Flower sẽ tiếp tục tăng lượt xem trong thời gian tới. Cuối tháng 12 năm 2023, Blackpink khiến người hâm mộ thở phào nhẹ nhõm khi không tan rã và tiếp tục ký hợp đồng hoạt động nhóm cùng YG Entertainment. Tuy nhiên, cả bốn thành viên đều quyết định không tái ký kết hợp đồng solo với công ty. Sau khi rời YG, Jisoo thông báo thành lập công ty riêng mang tên Blissoo để phát triển sự nghiệp cá nhân. Khiến công chúng không khỏi trầm trồ. Hậu thuẫn cho công ty của cô là Biomom, thương hiệu thực phẩm chức năng dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ do chính anh trai của Jisoo thành lập. Tôi muốn mang lại hạnh phúc và niềm vui cho người hâm mộ bằng những lần xuất hiện đa dạng với sự quyến rũ vô hạn, nữ idol chia sẻ về lý do thành lập công ty riêng. Không những thế, ngoài ca hát, cô còn lấn sân sang nhiều lĩnh vực khác như phim ảnh, thời trang, hướng đến hình ảnh một nghệ sĩ toàn năng.